Thấy chồng mình cạo râu hay bị đau rát, nên mình đã mua cho chồng mình một con máy cạo râu siêu xịn. Máy có thiết kế nhỏ gọn, kích thước chưa đến hai ngón tay mà cả nam lẫn nữ đều có thể sử dụng. Máy được thiết kế bằng đồng, hoa văn tinh xảo, được trang bị lưỡi dao kép khiến cho việc cạo râu hoặc cạo lông trở nên nhanh chóng. Đặc biệt lưỡi dao không tiếp xúc trực tiếp với da, nên sẽ tránh được những trường hợp bị đau rát. Ngược lại khi cạo còn tạo cảm giác rất êm, trơn bóng, mịn màng. Máy sử dụng cổng sạc USB, tương thích nhiều thiết bị khiến cho việc sạc pin trở nên dễ dàng. Thời lượng sử dụng của máy cũng rất cao, chỉ cần sạc 2 tiếng là có thể dùng cả tháng.